Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hoàng Long Computer. Và như các bạn đã biết thì từ xưa đến nay, đối thủ nặng ký nhất của nhà Intel không ai khác đó chính là đội đỏ AMD. Tuy đã có rất là nhiều những cải tiến nâng cấp đáng kể, song thì những cái độ phổ biến của nhà AMD vẫn tụt lại hơn rất là nhiều so với nhà Intel. Có thể kể đến các dòng chip của Intel như Celeron này, Phantom hay là những dòng Core i thì chúng ta dễ dàng có thể đánh giá được là độ mạnh yếu của từng dòng ra sao, đúng không? Tuy nhiên thì kể về AMD thì các bạn đã biết nhiều về các dòng của AMD chưa? Và nếu chưa thì trong video lần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn những dòng AMD phổ biến, đồng thời là có giải mã cho các bạn về cách đặt tên những dòng chip CPU của nhà AMD. Còn bây giờ thì chần chừ gì nữa nhỉ? Get go! Dòng chip đầu tiên và cũng là phổ biến nhất nhà AMD đó chính là Ryzen. Đây là dòng chip được sản xuất theo cấu trúc Zen và được ra mắt vào tháng 2 năm 2017. Đây là dòng chip mà cạnh tranh trực tiếp với các dòng chip Intel và sẽ có 4 dòng sản phẩm chính là Ryzen 3, 5, 7 và 9 và sẽ cạnh tranh với các dòng tương tự như Core i3, i5, i7, i9 của Intel. Và tương tự như Intel Core thôi thì hiệu năng các dòng sẽ tăng dần theo các số. Đầu tiên thì sẽ là Ryzen 3. Đây là một dòng chip có hiệu năng thấp, có từ 2 tới 4 nhân và thường được sử dụng cho các dòng PC văn phòng. Ryzen 5 sẽ là dòng chip mà hướng tới phân khúc tầm trung và hiệu năng thì sẽ thường mạnh hơn là Ryzen 3. Ryzen 5 sẽ có từ 4 cho tới 6 nhân và đối với những ai mà vừa muốn chơi game hay là làm những tác vụ đồ họa nhẹ nhàng thì có thể cân nhắc đến em Ryzen 5 nhé. Tiếp theo đó là dòng AMD Ryzen 7 thì Ryzen 7 thì sẽ thường hướng đến những cái đối tượng mà phân khúc cận cao cấp và sẽ thường được sử dụng cho những chiếc PC làm đồ họa hay là chơi game mạnh hơn một chút. Ryzen 7 thì thường sẽ có 8 nhân và 16 luồng. Cuối cùng là chip AMD Ryzen 9. Đây là một dòng chip cực kỳ khủng và thường hướng đến phân khúc cao cấp. Ryzen 9 có tới tận 16 nhân và 32 luồng, thường được sử dụng cho những tác vụ streaming, render 3D, video hay là đồ họa cực kỳ khủng. Nó sẽ thích hợp với những bạn làm những công việc đặc thù và cần những yêu cầu cấu hình rất là cao. Dòng chip tiếp theo sẽ là dòng AMD FX. AMD FX sẽ là dòng chip đời đầu với 8x8 luồng, cùng tốc độ xử lý 4GHz đến 4.3GHz, bộ nhớ điện 8M. AMD FX thì thường được xem là dòng chip giá rẻ thời đó. Hiện nay thì dòng chip này không còn được sản xuất nữa mà thay vào đó là dòng chip AMD Ryzen đem lại vị thế chính cho AMD. Tiếp theo sẽ là AMD Athlon thì đây là một dòng CPU có mức giá rẻ nhất đến từ AMD dành cho dân văn phòng, làm việc và giải trí nhẹ nhàng. Em này sẽ có 2 nhân, 4 luồng và xung nhịp là 3.2GHz. Với dòng chip này thì bạn hoàn toàn có thể chơi được những cái tựa game online hay là offline nhẹ mà không cần dùng đến sự hỗ trợ của cả đồ họa rời. AMD EPYC sẽ là một bộ vi xử lý của AMD dành cho các hệ thống server, có 24 nhân, 48 luồng, xung nhịp tối đa là 3.35GHz thì nó sẽ được dùng cho các hệ thống bộ xử lý thông tin của các doanh nghiệp này. AMD EPYC thì sẽ được phát triển trên hệ thống kiến trúc AMD Infinity Architecture, có 2 luồng, 8 luồng cho bộ xử lý lõi và 1 luồng I/O cho bảo mật và giao tiếp bên ngoài. Đặc biệt, AMD EPYC cung cấp khả năng bảo mật cực tốt để duy trì sự an toàn cho hệ thống và cả phần cứng và phần mềm. Tiếp theo thì sẽ là dòng chip AMD Threadripper. Đây là một dòng chip cao cấp nhất và cực kỳ khủng đến từ nhà AMD, được thiết kế chuyên cho các cái công ty xây dựng chuyên nghiệp. AMD Threadripper thì có đến 16 nhân, 32 luồng cho khả năng xử lý đa nhiệm cực tốt. Bộ vi xử lý này thì thường được sử dụng cho các máy chạm ở nhiều lĩnh vực như thiết kế, khoa học, công nghệ. Nhờ có công nghệ AMD SensiMin thì hiệu suất của chip được tăng cường. Ngoài ra, chip còn được quản lý xung nhịp và điện năng tiêu thụ thông qua AMD Ryzen Master. Còn có một dòng chip cũ xì nữa đó là AMD Sempron. Thì dòng chip này thì bây giờ đã không còn sản xuất nữa.
Dòng chip này thì các bạn cứ tưởng tượng ra là dòng Intel Celeron ngày xưa ấy, thì dòng chip này nó có cái sức mạnh nó cũng gần tương tự như vậy, nhưng thời nay thì đã không còn sản xuất nữa rồi. Ok, vậy là ở phía trên thì mình đã giới thiệu đến các bạn một số các cái thông tin cơ bản của các cái dòng chip nhà AMD mà mình đã tổng hợp được ở trên Internet. Nếu các bạn thấy sơ sót hay là thiếu gì thì các bạn có thể comment ở dưới cho mình được biết với nha. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn, hay nói cách khác là mình sẽ giải mã các cái tên của các dòng CPU nhà AMD, mà qua đó các bạn có thể biết được tên thương hiệu này, tên sản phẩm hay là đặc tính sản phẩm của cái dòng chip đó. Tất cả các sản phẩm CPU AMD đều có một quy ước đặt tên nhất định. Chúng biểu thị nhiều ý nghĩa và thông số về sản phẩm. Với AMD, công thức đặt tên sản phẩm như sau: tên thương hiệu, dòng sản phẩm, số thứ tự thế hệ CPU, số ký hiệu sản phẩm hay còn gọi là SKU, và hậu tố hay còn gọi là đặc tính sản phẩm. Ví dụ ở đây, chúng ta sẽ có một em chip khủng, đó là AMD Ryzen 9 5950X. AMD Ryzen đại diện cho tên thương hiệu và dòng sản phẩm tổng thể. Ví dụ như chúng ta có AMD Ryzen, AMD Epic, AMD Athlon hay AMD Threadripper. Số 9 tiếp theo chính là dòng sản phẩm, hay ví dụ như Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 9. Số 5 tiếp theo chính là số thứ tự thế hệ CPU. Hiện nay thì AMD Ryzen có 5 thế hệ, đó chính là Ryzen 1000 series, Ryzen 2000 series, 3000 series, 4000 series, 5000 series và tương lai sẽ là Ryzen 6000 series hoặc thậm chí hơn. Số 9 tiếp theo sẽ là sức mạnh CPU. Chữ số đứng sau thế hệ CPU mang ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh của CPU. Ý nghĩa các con số đó được quy định như sau. Ví dụ 1, 2, 3 sẽ là CPU dành cho các máy công việc văn phòng nhẹ, lướt web, nghe nhạc, xem phim là chính. 4, 5, 6 sẽ là những dòng CPU có hiệu năng cao, có thể là video, hình ảnh và âm thanh. 7, 8 và 9 dùng cho người dùng chuyên nghiệp cần một CPU có sức mạnh lớn. Số 50 tiếp theo chính là số ký hiệu sản phẩm. Tương tự với CPU Intel thì số ký hiệu sản phẩm đại diện cho hiệu năng của sản phẩm khi so sánh cùng thế hệ và cùng dòng. Điều này thể hiện qua tốc độ xung nhịp của vi xử lý. Chữ X là hậu tố, thể hiện đặc tính sản phẩm. Ví dụ như chữ G sẽ có nhân đồ họa bên trong, hay là chữ U sẽ dùng cho các dòng laptop mỏng nhẹ, có xung nhịp thấp hơn so với các dòng CPU dành cho PC, cũng như là tiết kiệm điện hơn. Trên là những giới thiệu tổng quan cũng như là phần giải mã những tên gọi của các cái dòng chip nhà AMD, giúp cho anh em trang bị một cái kiến thức cơ bản nếu như anh em đang có nhu cầu muốn mua PC trong tương lai để chọn cho mình được một cái dòng chip phù hợp. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngại cho Hoàng Long Computer một share, một follow và để lại một comment nếu như các bạn đang có thắc mắc gì thêm, Hoàng Long Computer nhất định sẽ trả lời. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau.